Nè các bạn ơi, sáng mua mấy miếng tàu hũ nữa các bạn. Bây giờ mình cắt ra, mình chẻ ra rồi mình ốp muối ớt nữa các bạn. Chẻ ra giữa, lọc ra rồi ốp muối ớt ngay trên giữa rồi chiên nha các bạn. Dâu nữa các bạn, dâu vàng. Nè các bạn ơi, nè mình chẻ ra nè các bạn, mình mua ớt này nè các bạn. Mua ớt nè các bạn. Đó, đây cá chi vàng các bạn ơi, khô cá chi vàng nha các bạn. Chút mình chiên luôn. Bật lửa chiên ạ. Ăn dâu các bạn ơi. Mời các bạn nha. Dâu này dâu vàng. Chắc này chưa các bạn ơi. Dâu này chua mà không chua mấy các bạn. Còn ăn được. Hôm trước mình đi rừng đó các bạn. Hồi khoảng chừng cũng lâu đại, hồi đó mình đi ra rừng các bạn, rừng mình châu Quốc Bủ các bạn ở Chương Mộc. Đất nó đỏ các bạn, màu đất đỏ, cái trái dâu rừng các bạn nhiều lắm các bạn ơi. Mà dâu rừng nó chua lắm các bạn, chua lắm mà trái nhiều lắm các bạn. Nó chắc sống ở cái vùng đất đỏ các bạn ơi, chứ đất cát trắng nó không có, không thấy nó. Vô rừng thì nó có hai màu đất luôn các bạn, vô rừng thì cái vùng nó có cái vùng cát trắng, vùng cát đỏ, vùng đất đỏ. Thì thường thường là đất đỏ cái dâu này nè, vô rừng đó, nó mọc nhiều lắm. Cái trái nó cỡ này nè các bạn, nhưng mà nó tròn nha các bạn, chứ nó không có dài dài gì. Nó cỡ này thôi nè, bằng ngón tay vậy đó. Tròn, nó màu xanh nha các bạn, nó chín, nó già già, nó cũng hơi xanh xanh chứ nó không có vàng như mấy đâu. Nhiều khi thích thích bẻ nó lên, nó mọc như sung các bạn, nó mọc theo nhánh đó. Vậy đó các bạn, dồn nó ham lắm, cái cây nó đẹp lắm các bạn, cây mọc trái đẹp lắm, lên tuốt cái một hơi nó chừng vài ba ký, đem về ăn mà chua lắm các bạn, ăn không được. Mình chờ cái này, mình chờ lửa nóng rồi mình chiên đó các bạn. Rồi nóng rồi các bạn,
Cái này đúng ra muối ớt nè các bạn, đậu chi muối ớt này nè các bạn, bầm xả, có xả bầm bầm vô chỗ chung á, chiên ngon lắm các bạn. Nhưng mà mình có xả qua kia rồi mà là biết ra, biết là biết lắm các bạn ơi. Rồi chấm muối ớt rồi nè, chấm muối ớt rồi chiên đại nữa các bạn, chứ bỏ xả vô các bạn, cái chiên thì bỏ xả vô á, ngon lắm. Mình thấy mình làm biến, mình không bầm xả các bạn. Riêu riêu coi, riêu để cho nó giòn, đừng lớn quá các bạn. Nó vàng bên rồi các bạn, bây giờ chảo ra. Rồi vàng rồi các bạn ơi, biết rồi. Bỏ cái dĩa vàng vô chiên các bạn ơi. Cá này mỏng luôn các bạn. Màu chín luôn nè, các bạn chở thường xuyên á. Bỏ vô các bạn chở. Nó vàng vàng, hơi vàng vàng là được các bạn. Để nó mỏng á, nó màu chín lắm. Các bạn mà không biết để khác là không có đo ngon nha các bạn. Cái này cá khô chi vàng nè, cái này chín này nè. Chỉ có rìu rìu thôi. Rồi xong rồi các bạn ơi, tắt lửa. Nè, cái chi vàng của mình chiên xong rồi nha các bạn.
khô cá chi vàng với đậu hũ, đậu hũ muối muối ớt chiên nha các bạn. Các bạn thấy đỏ đỏ chứ nó không có như muối các bạn. Rồi xong rồi các bạn, vậy là ăn cơm được rồi.